tôm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nguyên liệu rất là quen thuộc và gần gũi trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Đấy chính là nguyên liệu đậu đen. Cái hạt đậu đen này tuy là rất là nhỏ bé nhưng mà đã được dân gian từ ngàn đời truyền lại về cái công dụng tuyệt vời của nó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là liệu rằng cái hạt đậu đen này có đúng như những gì mà chúng ta đã được nghe quảng cáo về cái công dụng của nó không nhé. Đậu đen là một cái loại hạt mà chứa rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là các bạn thường thấy là đậu đen được các chị em sử dụng trong các cái công thức để giảm cân này, hay là uống nước đậu đen để làm đẹp, đẹp da, đẹp tóc này. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thực hư cái công dụng của cái hạt đậu đen này đối với sức khỏe cũng như là sắc đẹp nhé. Cái công dụng đầu tiên không thể thiếu được khi mà nhắc đến đậu đen, đấy chính là rất là tốt cho tiêu hóa cũng như là chữa về táo bón. Thì tại sao mà đậu đen lại tốt cho tiêu hóa nhỉ? Bởi vì là cái hạt đậu đen có rất là nhiều chất xơ không hòa tan nên là có cái tác dụng hạn chế các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Vì thế khi các bạn bị táo bón thì hãy siêng ăn đậu đen hàng ngày nhé. Thứ hai, về cái công dụng là chống oxy hóa cũng như là phòng chống ung thư, thì trong đậu đen có chứa cái chất chống oxy hóa. Và trong một số các nghiên cứu về đậu đen thì cho thấy là cái chất chống oxy hóa này gấp 10 lần một số loại hoa quả khác. Vì thế sử dụng cái thực phẩm từ đậu đen sẽ giúp chúng ta là giảm lượng cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch cũng như là ngừa lão hóa, tốt cho mắt, phòng chống một số bệnh ung thư, rất là tốt cho sức khỏe. Đậu đen thì chứa rất là nhiều các cái chất chống oxy hóa. Theo một số các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là trong đậu đen các cái chất chống oxy hóa có thể cao đến gấp 10 lần so với nhiều các loại hoa quả khác. Một cái công dụng tiếp theo không thể không kể đến đối với đậu đen chính là cái công dụng đối với các cái phòng ngừa bệnh về tim mạch. Theo một số khảo sát về sức khỏe thì cho thấy rằng là cái số lượng người thường xuyên ăn đậu đen thì giảm về cái bệnh tim mạch lên đến 82%. Bởi vì là trong đậu đen có chứa một hàm lượng lớn chất xơ này, magie và folate, có tác dụng làm giảm hormone citrulline, một trong những loại amino acid gây nguy cơ mắc bệnh tim và gây biến chứng đột quỵ. Một cái công dụng tiếp theo của đậu đen chính là cái cung cấp một hàm lượng lớn sắt và mangan cho cơ thể. Chính vì thế nên là đậu đen luôn được khuyên sử dụng trong thực đơn của các mẹ đang thời kỳ mang thai hoặc là cái thời kỳ đang cho con bú nhé, thì rất là tốt. Trong đậu đen thì chứa rất là nhiều sắt nên là người bị mất máu nhiều sau chấn thương thì đều được khuyên là sẽ ăn đậu đen để bổ sung cái hàm lượng sắt rất là hiệu quả. Lượng mangan trong đậu đen cũng rất dồi dào, thành phần này giúp cho cơ thể tái tạo năng lượng và cản trở quá trình oxy hóa những gốc tự do. Ngoài ra thì đậu đen giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cũng như là cải thiện về độ khỏe của xương. Đậu đen có chứa rất nhiều các loại vitamin cần thiết cho cơ thể như là vitamin A, vitamin C, giúp cho sáng mắt này, chữa bệnh chậm lớn còi xương ở trẻ em này. Rồi vitamin C thì giúp tăng cường sức đề kháng, phòng các cái bệnh cảm cúm, rất là hữu ích cho các bạn khi mà cái mùa giao mùa giữa mùa nóng và mùa lạnh ấy, thì rất là dễ mắc các cái bệnh về cảm cúm. Thì chúng ta hãy bổ sung ngay các cái món ăn có đậu đen trong cái khẩu phần ăn trong gia đình nhé. Cái lượng protein trong đậu đen rất là nhiều, giúp khỏe tóc này, đẹp da, giúp cho não bộ hoạt động linh hoạt. Lượng canxi, phốt pho và magie trong đậu đen cũng rất là dồi dào, giúp cho xương chắc khỏe. Đây là thành phần giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp, nhất là bệnh còi xương ở các bé đang độ tuổi ăn dặm. Một cái công dụng tiếp theo mà không thể không kể đến ở đậu đen chính là giúp chúng ta thải độc cho cơ thể, đặc biệt là thải độc ở gan. Selen là một loại muối khoáng mà không phải rau củ nào cũng có, và selen đóng vai trò rất quan trọng đối với chức năng của gan và giải độc tố. Và trong đậu đen thì được nghiên cứu là chứa rất là nhiều selen, vì vậy là đậu đen có tác dụng ngăn ngừa các cái bệnh về ung thư. Như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu các cái công dụng của cái hạt đậu đen này, và cũng như các cái công dụng của nó thì chúng ta đã được truyền lại rất là nhiều các cách chế biến khác nhau từ đậu đen. Ví dụ như là chúng ta có thể uống nước đậu đen hãm hàng ngày này, hoặc là thứ hai chúng ta có thể nấu thành chè này, thành cháo này, thành súp này. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Bếp Mẹ Tôm chia sẻ về cách chế biến một cái món ăn mà cũng được chế biến từ đậu đen và được rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là mọi người yêu thích. Đấy chính là cái món ăn sữa đậu đen óc chó. Mình sẽ chia sẻ chi tiết về cách làm món ăn này trong video tiếp theo. Các bạn nhớ theo dõi Bếp Mẹ Tôm để không bỏ qua các cái video hữu ích.
topic, nhất là các video chia sẻ về các món ăn ngon cho sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.